Rồi, lên máy cho cháu An nhé. Báo là bay lệch và gimbal lệch. Đây, tay cầm đã cân đối này. Đây, cam lên xuống này. Tại vẫn thẳng nhá, bình thường. Anh cho bay lên đi. Máy giữ vị trí ổn định nhé. Hình ảnh chân về này. Vẫn bình thường anh nhé. Cho cam xuống một tí nhé. Rồi, vẫn thẳng bình thường nhé. Chắc vậy thôi. Máy hoạt động bình thường anh nhá. Cho xuống rồi. Nếu không lấy được thì anh đỡ tay rồi, không thì cho nó hạ xuống này bình thường. Ok chưa? Có hạ nhé. Hạ xuống bình thường đó.